Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tư tỷ cướp đi rồi, nàng và Vương Lĩnh sư huynh đã chạy ra ngoài chơi không họa phù đó. Giỏi lắm, Tiểu Cầu, cái phản đồ nhỏ này ổn cho ta mỗi lần đều mang đồ ăn cho ngươi, vậy mà ngươi dám bắn đứng chúng ta. Hay da, Tàng Tàng sư tỷ, ta không dám đâu, ta không dám lười biếng. Tăng Tăng sư tỷ, ta là con gái, nhẹ tay một chút. Tiếng kêu thảm truyền đến trong đạo đường. Sa Trần, Cửu Thúc và Tứ Mục đạo nhân, Ma Ma Đệ, Thiên Hạc đạo nhân, Vương Bát Đệ, Giá Cô, Mã Tiểu Hải, ý cười. Tiểu quỷ tử bị đuổi chạy, ta cho rằng Trung Quốc từ đây thái bình, không nghĩ tới lại có nội chiến. Cửu Thúc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Gần trăm năm nay Trung Quốc quả nhiên là thật nhiều tai nạn. Quốc quân phải thua thôi. Không thể nào, quốc quân có đến mấy trăm vạn quân đó. Giá Cô kinh ngạc. Tứ Mục đạo nhân lắc đầu. Đông Bắc không có, Tây Bắc không có, tiếp đến là Hoa Đông, Hoa Trung, Hoa Nam. Sư muội, ngươi không thấy sao? Chính phủ quốc dân không được ưa chuộng, thất bại đã định. A Trần, nghe nói phía Bắc không có tin vào đạo thuật, nếu như có được thiên hạ, chúng ta người tu đạo là gặp nạn, ngươi phải sớm chuẩn bị một chút. Vương Bát Đệ cũng nhắc nhở. Ma Ma Đệ bỗng nhiên ngồi thẳng dậy mà hét lên. Hay, sợ cái mẹ gì? Bọn chúng có thể diệt được Mao Sơn Phái không? Ma Ma Đệ khuôn mặt đỏ bừng bừng ho khan. Giá Cô rót cho hắn một chén trà, sau đó để cho hắn thuận khí mới khuyên nhủ. Sư huynh, tuổi đã cao, thân thể lại không tốt, đừng có nổi giận. Hay, đúng vậy à, ta già rồi. Lời này vừa nói ra, làm đám Cửu Thúc cùng nhìn về phía Sa Trần, trong mắt mang theo sợ hãi, thán phục và hâm mộ. Nhiều năm qua như vậy, Sa Trần vẫn giống như thời điểm hơn 20 tuổi. Chú ý đến ánh mắt của mọi người, Sa Trần nói đùa. Ấy, vậy mỗi người, để cho ta cắn một miếng, thì bất lão bất tử sẽ không có bệnh gì đâu. Ấy, sống chết có số, cưỡng cầu cũng không được. Tứ Mục đạo nhân cười nói. Ta không muốn chết đâu, ta càng không muốn sống làm quái vật. Trước kia ta bắt cường thì chưa tương lai bị người ta đuổi bắt, sớm tôi cũng phải chết. Sao mà không lấy to lớn mà nói vào luân hồi trùng sinh mẹ nó cho xong vậy. Ma Ma Địa ho khan, Cầu Thúc khuôn mặt vui mừng. Sư huynh cuối cùng cũng đã thấu hiểu. Lâm Cầu, ít ở trước mặt ta khoe khoang đi. Ngươi tu luyện đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong, thập huyền kim thân đắc đến quyển thứ bảy, còn sống được thêm mấy chục năm, ta sẽ chết trước người đó, ngươi khoái chưa? Ma Ma Địa phẫn nộ chất vấn. Cửu Thúc chỉ vào hắn. Đúng là chó không đổi được ăn riềng mà. Ta thu hồi lời nó vừa rồi, ngươi đó một điểm cũng không có tiến bộ đó sư huynh. Lâm Phượng Kiều, Mã Tuần Thành. Hey, hai vị sư huynh đừng có động thủ, có chuyện gì từ từ nói. Tứ Mục đạo nhân thấy hai người nóng vội, vội vàng kéo hai người ra. Ma Ma Địa và Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, cũng không ai nhìn ai. Đám người Sa Trần ngồi không nhúc nhích, loại tình hình này bọn họ đã xem qua vô số lần. Có ít người tình cảm lại càng sâu. Mấy chục năm nữa, nội địa cũng không phải là nơi để cho chúng ta sinh tồn. Ta đề nghị sản nghiệp của chúng ta chuyển đến Hồng Kông đi. Sa Trần nói, Cửu Thúc gật đầu. À Trần, ngươi tầm nhìn sâu xa, đối với thế cục, khống chế chính xác, ngươi cảm thấy nếu như cần nó chuyển thì chuyển thôi. Hồng Kông cách nội địa cũng không xa, muốn trở về tùy thời có thể trở về. À Trần, chúng ta đều đã già, Mao Sơn Phái tương lai là dựa vào thế hệ trẻ tuổi các ngươi. Có người cầm lái, chúng ta rất yên tâm. Đáng tiếc là Mao Sơn Tổ Đình. Người của Mao Sơn Tổ Đình rất cố chấp, Sa Trần cũng nhắc nhở bọn họ, bảo bọn họ rời khỏi cái nơi thị phi. Người của Tổ Đình không nghe, cho rằng là Sa Trần muốn chiếm đoạt Tổ Đình, tử thủ tại Mao Sơn.
Tiểu quỷ tử Nhật Bản càn quét Mao Sơn, nếu như không phái phải là Mao Sơn phái nể tình đồng môn xuất thủ tương trợ, có khi tổ đình đã bị người ta tận diệt. Tổ đình không đồng ý hợp phái, Sa Trần còn trướng mắt. Qua nhiều năm như vậy, Mao Sơn phái phát triển mạnh mẽ, đệ tử ngoại môn một đống, đệ tử hạch tâm cũng không ít, tất cả đều là siêu quần bạt tụy, là hạng người thiên phú tuyệt hảo. Nếu như không phải là ở thời đại mạt pháp, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, bọn họ đều có một phen hành động, Mao Sơn phái căn bản là không thiếu những người nổi danh. Vậy lúc nào đi Hồng Kông để? Cầu thúc hỏi. Trần Bưu đang kiểm kê sản nghiệp của Mao Sơn, cần phải thời gian rất lâu nữa mới có thể điểm thanh được, có lẽ cũng phải đến sang năm đó. Tứ Mục đạo nhân cười nói, tiền nhiều hơn thì cũng là phiền phức đó. Bóng đêm đen như mực bắt đầu bao phủ thiên địa, một vầng trăng treo thật cao ở trên màn đêm. Ở trong Vọng Thiên Đỉnh, Sa Trần ngồi xếp bằng, một đạo thần hồn gần như ngưng tụ thành thật từ thiên linh bay ra, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Bí phòng âm lãnh thấu xương thổi từ bên trong ra, đem thần hồn ăn mòn thành trăm ngàn lỗ. Sa Trần thờ ơ, hai tay kết ấn, vận chuyển Vân Cung Lôi Thần Quyết xuất khiếu thiên. Một đạo ánh trăng chiếu xuống, bao phủ nhục thân của thần hồn, nhanh chóng chữa trị những tổn hại của thần hồn, chống cự lại bí phòng ăn mòn. Lần thứ ba, bí phòng tài kéo đến, cũng giống như hai lần trước, đều kéo dài đến một khắc đồng hồ, nhưng lực phá hoại lại càng lớn. Đã có kinh nghiệm của hai lần trước, tăng thêm lại chuẩn bị đầy đủ, Sa Trần thuận lợi vượt qua bí phong tai. Hắn thở ra một hơi, thần hồn nhập thể, trầm thấp nỉ non. Bỏ ra 23 năm tu luyện tới dạ du hậu kỳ, hơn 10 năm mới qua 3 lần nạn bão, không biết cảnh giới Nhật Du phải dùng bao nhiêu thời gian đây. Ta có hỗn độn thần hỏa, độ hỏa tai có lẽ dễ hơn một chút. Sa Trần trầm ngâm, tâm thần dần dần chìm vào trong Tử Phủ Thần Cung, nhìn thần hồn treo lơ lửng. Hỗn độn thần hỏa lúc này đã to như quả bóng rổ, trong mắt cũng lộ ra vui mừng. Hỗn độn thần hỏa lớn đến một trình độ nhất định, bước kế tiếp nên ngưng tụ bản nguyên. Hỏa có bản nguyên, vĩnh viễn không thể dập tắt, uy lực tuyệt luân. Địa phủ cửu u minh viêm, tiêu thổ không gian, ngọn lửa năm màu này đều là những chất dinh dưỡng tuyệt hảo của hỗn độn thần hỏa. Đáng tiếc, những địa phương này đều không có tiện xông vào tùy tiện. Sa Trần âm thầm thiết tiếc hận, những năm nay hắn đi qua không gian tiêu thổ, dã nhân và ngọn lửa năm màu, một sáng một tối, trời đánh lén, Sa Trần ăn trộm gà bất thành, có lần còn mất luôn cả nắm gạo. Địa phủ có Địa Tạng Vương tọa trấn, đây cũng chính là cùng với Giao Chỉ Thánh Mẫu, Nhân Vương là cường giả chung một cấp bậc, Sa Trần cũng không thể tùy tiện động vào. Dạ du hậu kỳ, cần phải đem bộ phận thần thông tăng tới cấp viên mãn. Vừa mới đột phá tu vi, hệ thống ban thưởng gấp 5 lần điểm năng lượng. Hắn một hơi đem Trưởng Tâm Lôi, Tiểu Chu Tà Phù Lục, Tam Muội Chân Hỏa Chú, Ngũ Hành Độn Pháp, Thiểm Điện Bôn Lôi Quyền, Mộc Thung Đại Pháp, Thập Huyền Kim Thân tăng lên 10 cấp. 10 cấp đã là những cực hạn của những thần thông này. Long Hồn Pháp cấp 8, cách Max cấp còn rất dài. Thuận tiện luận về tiềm lực, Long Hồn Pháp quả thực là mạnh hơn những thần thông khác. Đối với Sa Trần, bất tử bất lão mà nói, hình như căn bản là không cảm giác được thời gian trôi qua, chớp mắt đã 2 tháng. Buổi sáng, La Tang dắt tay Hà Ứng Cầu đi vào phủ. Sư phụ, bên Hồng Kông truyền đến tin tức, sư tổ lão nhân gia gặp phải phiền toái đó. Chương 279, tử thần tới. Mao Tiểu Phương từ khi rời khỏi Cam Điền Trấn, một năm bốn mùa, chỉ có ngày đầu tiên của năm, tiên sư Lôi Chấn Tử đã đến ngày rỗ, hoặc là Mao Sơn Phái phát sinh việc lớn mới quay trở lại, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Mao Sơn Quán trải rộng tất cả những thành phố lớn, ở khắp cả nước, nghe ngóng tin tức của lão dễ như trở bàn tay, thế nhưng Sa Trần không làm như vậy. Mao Tiểu Phương cách một thời gian sẽ truyền tin báo bình an trở về. Nếu như hắn cảm thấy thời gian qua vui vẻ, Sa Trần cũng không có lý do gì quấy rầy thời gian hưu nhàn của lão. Cho nên Mao Sơn Đạo Quán cũng chưa từng chủ động đi nghe ngóng tin tức của vị trưởng môn không chịu trách nhiệm này. Nhưng Sa Trần không nghĩ tới Mao Tiểu Phương và Cương Thi Vương Huyền Khôi có gút mắc ở trong vận mệnh, lại rơi vào cạm bẫy của Dương Phi Vân. Dương Phi Vân là một vị kỳ nhân, tinh thông thiết bản thần toán,
túc trí đa mưu, công vu tâm kế, là trời cao đố kỵ anh tài. Lão Thiền muốn hắn cả đời không bình thường, không thể trở nên nổi bật, không phải là người bên trong những người tuấn kiệt. Tần Tần khổ khổ, tiền kiếm được, cầm đi cứu tế, trở lại bên người lại có tai họa, rõ ràng là một thân bản lĩnh, nhưng lại nghèo, chỉ có thể ở trong nhà tranh đơn sơ, cách xa nhân thế, làm chó săn cho những người nhà giàu. Hắn không cam tâm, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, cho nên gặp được Mao Tiểu Phương. Hắn thấy Mao Tiểu Phương là người mấu chốt để hắn cải mệnh, tận lực giao hảo, trở thành bằng hữu của Mao Tiểu Phương. Thật lòng Mao Tiểu Phương đãi hắn, hắn lại lập mưu tính toán với Mao Tiểu Phương. Ở trong phim, Mao Tiểu Phương bị hắn hãm hại, ẩn cư trong núi sâu, gần tay cũng bị Dương Phi Vân đánh gãy, biến thành phế nhân, vô cùng thê thảm. Tại Hồng Kông, trong một văn phòng luật sư, Dương Phi Vân mặc áo bào trắng, thân hình cao lớn tuấn tú lịch sự, cùng với Lý Hy Hòa, cử chỉ cổ quái sóng vai, đi vào trong văn phòng. Lý Hy Hòa một đầu tóc bạc, già hơn 80 tuổi, là nhà giàu nhất của Hồng Kông, mệnh danh hắn là Thanh Kỳ, Phúc Tinh, Cát Nhân Thiên Tướng, nhất định là đại phú đại quý. Đáng tiếc là sinh ra nhi tử bại hoại là Lý Tứ Duy. Lý Tứ Duy trúng độc, Dương Phi Vân gài bẫy dẫn sói vào nhà. Cha của Lý Hy Hòa bị Dương Phi Vân lấy ly hồn pháp tách hồn phách, nhục thân, sau đó bị đặt ở trước đại trung hồn phách chiếm cứ, chuẩn bị đem toàn bộ gia sản chuyển rời sang cho Vương Phi Vân. Trần luật sư, ông khỏe chứ? Dương Phi Vân khách khí chào hỏi, trong giọng nói đầy hưng phấn. Nếu như kế hoạch của hắn thuận lợi, Dương Phi Vân sẽ đạt được chiếm đoạt tài sản của Lý Hy Hòa, trở thành người giàu có nhất Hồng Kông. Nửa đời nghèo khó, hắn căn bản là không để nén được vui sướng ở trong lòng. Trần luật sư đeo kính mắt, độ hơn 40 tuổi, nhìn hào hoa phong nhã, giờ phút này dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Hy Hòa. Tiên sinh, ông phải suy nghĩ thật kỹ. Ông muốn đem toàn bộ tài sản chuyển cho Dương Phi Vân tiên sinh, mà không giữ cho con trai của mình. Ây da, cái người này việc gì xảy ra vậy? Không phải là ta trong điện thoại nó nói rõ sao? Ta muốn đem tài sản chuyển cho Dương tiên sinh, báo đáp ân tình hắn cứu ta. Về phần cái tên hỗn chứng Lý Tứ Duy kia, hắn là nhi tử của ta, vì tài sản còn muốn giết ta, ta là cha của hắn. Hắn muốn giết ta, cái loại lang tâm cẩu phế, tài sản của ta một đồng cũng không cho nó. Lý Hy Hòa la lên. Luật sư Trần lau mồ hôi trên trán. Lý tiên sinh, xin ngài tỉnh táo lại. Tôi hỏi ngài một lần cuối, ngài chắc chắn đem toàn bộ tài sản chuyển giao cho Dương Phi Vân tiên sinh? Đúng vậy, ta xác định. Được. Dương Phi Vân không kịp chờ đợi hỏi. Luật sư Trần, có thể ký tên hay chưa? Còn chưa được. Vì sao vậy? Dương Phi Vân lớn tiếng hỏi. Tài sản của Lý tiên sinh rất nhiều, đồng nghiệp của ta đang thống kê. Ta đi hối thúc bọn họ một chút, hai vị yên tâm chờ, đừng có vội. Luật sư Trần trấn an. Sau khi Trần luật sư rời đi, Lý Hy Hòa nhếch miệng. Dương đại ca, đám người Trần luật sư này tính tình chỉ trệ một chút. Để xem Lý Hy Hòa ta có bao nhiêu tiền, chúng ta phát tài rồi. Ngươi thật là thông minh. Về sau, Hồng Kông ta là nhà giàu nhất đó. Vương Phi Vân cười nói. Lúc này luật sư Trần và đồng nghiệp cầm văn kiện đi tới, cười cười với Dương Phi Vân và Lý Hy Hòa. Lý tiên sinh, Dương tiên sinh đã đợi lâu. Căn cứ theo thống kê của chúng tôi, tài sản của Lý tiên sinh tổng trị giá là 7.326.005 đồng. Là hơn 7.000 vạn. Dương Phi Vân khiếp sợ há mồm. Lý Hy Hòa cũng biểu lộ đến ngây cả người. Hơn 7.000 vạn, bọn họ mấy đời đều chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Lý tiên sinh, ngài xem hạn mức đã đúng hay chưa? Lý Hy Hòa rất nhanh phản ứng kịp, khoát tay. Ê, đừng xem ta là nhà giàu nhất Hồng Kông, ta có bao nhiêu tiền chính ta còn chả nhớ. Lên theo như định mức của các người đi, những một chút đem đi từ thiện. Nhanh ký tên đi. Được rồi, Lý tiên sinh, nếu như không có vấn đề gì, xin mời ký tên ở trên tờ giấy này. Luật sư Trần chỉ. Lý Hy Hòa ký xong đưa cho Dương Phi Vân. Lòng bàn tay của Dương Phi Vân đầy mồ hôi, cầm bút không vững, rơi cả xuống đất, có chút lúng túng. Là ta quá khẩn trương. Luật sư Trần thiện ý cười. Tôi có thể hiểu được. Nói thật, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Trong lòng của Dương Phi Vân sung sướng, cúi đầu nhặt bút
Vừa định ký tên thì rắc một tiếng, bút bị hắn bóp gãy. Không thể nào, cho ta một cây bút khác đi. Dương Phi Vân thở sâu, ép buộc mình bình tĩnh lại, tiếp tục ký tên. Bút lại gãy. Dương Phi Vân cười tiếng một lớn một tiếng, sau đó lại muốn lấy một cây bút khác. Cây bút thứ ba, thứ tư, thứ năm đều bị gãy. Dương Phi Vân cũng không thể nào ký được tên của mình. Chỉ còn thiếu một chút nữa. Dương đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Lý Hy Hòa nhỏ giọng hỏi. Dương Phi Vân bấm độn tính toán, sắc mặt đại biến, kéo Lý Hy Hòa bỏ chạy. Trần luật sư cũng hô lớn ở sau lưng, không biết là chuyện gì. Trở lại biệt thự Lý gia, Lý Tư Duy chạy, còn đem hồn phách của Lý Hy Hòa bóp chết. Hồn phách của Tiền Đại Trung từ trong nhục thân của Lý Hy Hòa chui ra ngoài, quay về thân thể của mình. Dương Phi Vân ngồi xếp bằng, không biết từ đâu lấy ra một cái bản tính, lốp bốp diễn toán. Một lát sau, hắn hoảng sợ. Đại Trung, hắn lại tới rồi. Hắn lại tới, hơn 10 năm trước. Coi như ta đến, hắn cũng tìm ta, cho nên ta đã trốn. Hôm nay hắn lại tới rồi. Dương đại ca, hắn là ai? Nếu như nói Mao Tiểu Phương là khắc tinh trong mệnh của ta, thì hắn chính là tử thần thu mệnh của ta. Đại Trung, không thể ở Hồng Kông nữa, đi mau thôi. Là tử thần tới. Ngay khi Dương Phi Vân và Điền Đại Trung tính rời khỏi biệt thự Lý gia, Sa Trần mang theo Nhậm Đình Đình và La Tang một bước đặt chân vào Hồng Kông. Yêu khí thật là nồng đậm. Sa Trần lộ ra dị sắc. Sư phụ, Hồng Kông thật là nhiều yêu quái. Vội cái gì, ta tự nhìn được. Người đó đã 30 tuổi, còn nhắn nhít như vậy, khó trách là không gả chồng được. Sa Trần cười nói. Sư nương, người xem. Được rồi, cả hai đều đã trưởng thành, cả người cứ nhao nhao có phiền hay không? Tang Tang, nghe lời ta, tìm một người để gả đi. Sư phụ ngươi cũng đã nói rồi đó. Nhậm Đình Đình trợn mắt, rất cố chấp khuyên La Tang lấy chồng. La Tang xoay người rời đi, một thân áo ngắn màu trắng, quần dài màu trắng, thân thể mềm mại uyển chuyển, tóc dài xõa vai, lãnh diễm thoát tục, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Nhà đầu này, mỗi một lần nói tới cứ đùng đùng đoàng đoàng như vậy. Nhậm Đình Đình bất đắc dĩ. Con cháu tự có phúc của con cháu. Nàng chuyện của mình, vậy để nó tự quyết định đi. Nhưng nó không có chủ ý. Quan tâm nhiều sẽ già đó. Rồi lại mấy năm không có đến Hồng Kông, yêu quái đã lợi hại như vậy. Chuyện khác thường tất có yêu đó. Trần ca, vậy chúng ta đi đâu? Đến Hương Đảo Đạo Đường. Chương 280, Ngũ Thế Kỳ Nhân. Hương Đảo Đạo Đường ở Hồng Kông tiếng tăm lừng lấy. Đoạn thời gian gần đây thường xuyên leo lên trang đầu của báo chí. Mao Tiểu Phương danh tiếng gần như rất nổi. Cùng với Mao Tiểu Phương Xuân Phong đắc ý hình thành chính là Thất Tỷ Muội Đường. Thất Tỷ Muội Đường là Trung Quân mở ra, chân chính lừa thần gạt quỷ, lừa tiền tài của người khác. Tự xưng là thiên sư, bắt quỷ đại sư Trung Quân, trên thực tế là một đồ lừa đảo. Lại theo thần cung phái có một chút quan hệ, ở trong tay nàng vốn có bí tịch thất truyền đã lâu của thần cung phái, trong đó có ghi lại là Phi Long Thất Tinh Trận. Sư phụ cũng vậy, mà nhà mình thì có Mao Sơn Đạo Quán. Mặt khác, khai ra Hương Đạo Đạo Đường không phải là Mao Sơn Đạo Quán cùng một kiểu làm ăn. Nhậm Đình Đình nhìn qua người ra ra vào vào ở trong Hương Đạo Đạo Đường, giờ khóc giờ cười. Mao Sơn Đạo Quán không sợ người ta đoạt mối làm ăn, người khác cướp đi, bằng bản lĩnh của mình lấy về là được. Yêu quái Hồng Kông hành hoành, ban ngày ban mặt còn dám nhập vào người đi đường, hung hăng ngang ngược như vậy. Hồng Kông Mao Sơn Đạo Quán là cái đồ trang trí sao? Sa Trần cười lạnh, La Tang và Nhậm Đình Đình cũng không ngốc, trong nháy mắt phản ứng kịp. Hồng Kông Đạo Quán khẳng định là có chuyện ẩn tình, La Tang mặt lạnh lùng. Cái này để con truyền tin cho đại sư bá. Hồng Kông Đạo Quán, quán chủ, nhân số tu vi, thu chi tình huống. Mỗi một lần truyền tin nội dung đều toàn bộ rõ ràng. Để cho đại sư bá người truyền tin cho quán chủ, bảo hắn tự mình đến Hương Đảo Đạo Đường, ta để đợi hắn vậy. Dạ vâng, sư phụ. La Tang có thể thấy Sa Trần đã động chân hỏa. Sa Trần không phát cáu thật ra cũng không được. Hắn tân tân khổ sở khai sáng Mao Sơn Đạo Quán không phải để nuôi một đám sâu mọt, mà khi nói việc thiện cho chúng sinh, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư khinh nhờn. Từ lúc Mã Tiểu Hải tiếp quản nội vụ, hắn cũng không quản chuyện của môn phái. Hắn cảm thấy cũng nên có quy củ, chiếu theo chấp hành là được. Không nghĩ tới có người bí quá hóa liều, vẫn rất thông thuận
Ở trong môn phái không ai phát giác kẻ nọ làm điểm xấu. Trần ca, những năm nay sản nghiệp Bao Sơn càng ngày càng lớn, đệ tử càng ngày càng nhiều. Rừng lớn chim gì cũng có, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, đừng có nóng giận. Nhậm Đình Đình kéo tay hắn. Đây cũng không phải là ví dụ, địa phương khác khẳng định cũng có, là ta sơ sót, cần phải quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của môn phái. Sư phụ, đại sư bá đang kiểm tra. Qua 1-20 năm nghiên cứu, cách không truyền âm phù, nội dung truyền tin đã được nhiều hơn nhiều, mỗi một lần truyền đến cả 100 chữ. Chúng ta đi. Sa Trần gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ý vị. La Tăng và Nhậm Đình Đình sắc mặt cũng khó coi, người bên trong đạo đường cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Nào nào, mọi người đừng có chen lấn, xếp hàng, từng người một đều có linh phù để mua đó. Ta nói Tằng Thành, ngươi bán linh phù có tác dụng hay không? Vị đại thẩm này, lời cô vừa nói thật sự là cũng không nhìn xem, đây là đâu sao, đây là Hương Đảo đạo đường, là đạo đường Mao Tiểu Phương, Mao đạo trưởng mở. Mao Tiểu Phương có biết hay không là Cương Thi đạo trưởng là nhất đại tâm sư, Tằng Thành là đại đồ đệ của Mao Tiểu Phương, linh phù làm sao có không có tác dụng được. Mao đạo trưởng đại danh ai mà không biết, linh phù khẳng định là thật đó. Linh phù chữa khỏi bách bệnh, không đừng có chen lấn, nào nào từng bước xếp hàng đi. Sa Trần, La Tăng và Nhậm Đình Đình ba người đi tới, thấy ở bên trong đạo đường có một xếp hàng thật dài. Ở cuối hàng có một người thanh niên mặc bạch bào đang đi qua lại. Quả nhiên là đang quảng cáo linh phù, thu giá tiền còn rất cao. Ở bên cạnh thanh niên còn có nữ hài Tú Mỹ đang vui dạo dực thu tiền, miệng cười đến không khép lại được. Dám lấy danh hào của tổ sư ra để lừa bịp, thật sự là ghê tởm, để con đi thu thập hắn. La Tăng cả giận nói. Chờ một chút. Sa Trần giữ nàng lại, tràn đầy phấn khởi nhìn ra ngoài cửa. Một người thanh niên tướng mạo độ 20 tuổi, anh khí đi tới. Tằng Thành, ngươi đang làm gì? Tằng Thành đang viết phù ngồi dậy, nhìn chằm chằm người thanh niên tên là Trung Bang, rung cổ tay, dao dáng dập vẻ mệt mỏi. Các vị viết phù rất tiêu hao pháp lực, hôm nay viết đến như vậy thôi, ai chưa mua được ngày mai quay lại đi. Sao vậy? Ấy, ta xếp hàng nửa ngày cũng không mua được. Sáng sớm mai tới là mua được rồi. Sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Tằng Thành cười cười hỏi Trung Bang, sắc mặt của Trung Bang bất thiện. Sư phụ chưa từng dạy chúng ta có viết phù, người lấy danh nghĩa Hương Đạo đạo đường lừa bịp là không đúng. Thôi đi sư phụ, đều bị ngươi đuổi đi rồi, không có tiền hội hoa xuân chết đói đó, đừng nói sư huynh không có chiếu cố ngươi. Nói thế nào ngươi cũng là người của Hương Đảo đạo đường, tiền này cho ngươi đây. Tằng Thành lấy từ bên trong tay của nữ hải kia một sấp tiền đưa cho Trung Bang. Trung Bang bàn tay đem tiền ném đi khắp nơi lớn tiếng. Ta không cần tiền lừa đảo, ta cũng không cùng ngươi làm bậy. Lừa đảo? Tằng Thành cười lạnh. Chân chính lừa đảo chính là tỷ tỷ của ngươi Trung Quân, ngươi không làm ta làm. Sư huynh không có miễn cưỡng ngươi, ngươi đi đường Dương Quan, ta đi đường Cầu Độc Mộc vậy. Dừng lại, Hương Đảo đạo đường không phải là dọc của ngươi. Cũng đi thì chính là ngươi đi đó. Trung Bàng nói. Sư đệ, nhìn xem, chính là Lão Hoàng Lịch, nhìn xem, đây là Hương Đảo đạo đường khế ước, ở trên đó viết ngươi sở hữu đạo đường này là Tằng Thành, là ta đó, cút đi Trung Bàng. Tằng Thành khuôn mặt trào phúng, sắc mặt của Trung Bàng xám xịt, rất muốn đem khế ước xé nát. Sư phụ, tiểu tử này cũng được đâu. Há đâu chỉ có như vậy, xem như cũng không tệ. Thế nhưng hắn là ngũ thế kỳ nhân đấy. Trung Bang này đi cũng không được, ở lại cũng không xong. La Tang và Sa Trần tiếng nói chuyện truyền đến. Tằng Thành cái gì mà mang kim, cái gì mà ngũ thế, hắn mới phát hiện ở bên trong đạo đường còn có thêm 3 người. Hôm nay không bán phù nữa, ngày mai lại đến. Tằng Thành hướng về phía 3 người Sa Trần nói. La Tang cũng không để ý đến hắn. Sư phụ, cái gì mà ngũ thế kỳ nhân? Nhậm Đình Đình cũng tò mò nhìn Sa Trần. Sa Trần chú ý tới Trung Bang và Tằng Thành, lập tức đang nhìn mình liền mở miệng. Cái gọi là ngũ thế kỳ nhân chính là mệnh cách kỳ lạ, ngũ thế khó gặp. Đời thứ nhất của hắn mệnh cách thuộc kim, đời thứ sau phân biệt là mộc, thủy, hỏa, thổ, cuối cùng một thế chính là năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm ra đời. Ngũ thế tương thông, ngũ hành tương sinh. Nếu như qua lại âm dương lưỡng giới, có thể coi là kỳ tài tu đạo trời sinh đó.
giống như là võ đang tổ sư gia Trương Tam Phong, thuần dương phái Lữ Động Tân, nghe nói cũng là ngũ thế kỳ nhân đó. Nghe xong lời này, ánh mắt của La Tang ác liệt nhìn chằm chằm vào Trung Bang. Trung Bang đối với ánh mắt của nàng chỉ cảm thấy con mắt nhói nhói khó chịu, nước mắt chảy ra, vội vàng cúi đầu xuống. La Tang thất vọng, ngũ thế kỳ nhân cũng chỉ đến như vậy. Xác thực là có vẻ kém cỏi đó. Sa Trần tán đồng. Này, các người dựa vào cái gì mà nói ta như vậy? Trung Bang lớn tiếng. Ta muốn nói người thì nói, cần phải dựa vào cái gì? Sa Trần lặng lặng cũng nhìn Trung Bang. Trung Bang quật cường đối mặt với Sa Trần, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui lại, phảng phất như bị một lực lượng thần bí áp bức, phù phù quỳ gối trước chân dung tổ sư của đạo đường. Sa Trần quét mắt nhìn về phía Tằng Thành đang há hốc mồm. Hai người cũng kìm lòng không được, cùng với Trung Bang quỳ xuống trước chân tượng của tổ sư. Biểu hiện trước mắt của người mà nói, tạm thời không xứng đứng nói chuyện với ta, vậy quỳ nghe đi, nghe xong liền biết vì sao. Chương 281, răn dậy. Thả ta ra! Trung Bang hét lên, dùng toàn lực muốn đứng lên, gương mặt tuấn lãng trắng nõn đỏ bừng bừng, ở trên đầu nổi gân xanh, giống như là con giun xấu xí, có chút dữ tợn. Nhưng hết thảy đều vô ích. Sa Trần không cho hắn đứng lên, hắn không đứng dậy nổi, vĩnh viễn quỳ. Hắn quả thực là ngũ thế kỳ nhân, là kỳ tài tu luyện, nhưng hắn báo bái Mao Tiểu Phương làm sư phụ trong thời gian quá ngắn, luyện khí nhất trọng làm sao có thể phản kháng lại được pháp lực của đại pháp sư Dạ Du hậu kỳ. Huống hồ Sa Trần còn không phải là pháp sư Dạ Du hậu kỳ bình thường. Nếu như liều mạng, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Trên mặt của Tằng Thành cũng tỏa ra bất an nồng đậm, ở trong lòng thật sự cực kỳ sợ, nhìn về phía Sa Trần, trong ánh mắt lại lộ ra dã tâm. Lúc này ở bên ngoài đạo đường vang lên tiếng bước chân, nghe đến khí thế rào rạt. Trung Bang an tĩnh lại, quay đầu nhìn sang. Lần này Sa Trần không có ngăn cản hắn, ba người xông vào, dẫn đầu là một người mặc áo bào trắng, tóc bóng loáng, nhìn trông giống như là Phật Di Lặc vậy. Đi theo sau là 10 tên trẻ tuổi cả lơ phất phơ, liếc mắt vừa nhìn làm cho người ta cảm giác coi thường. Hiển nhiên đây là một đám tiểu lưu manh. Ấy da, ngọn gió nào đem Sa sư huynh thổi tới đây vậy? Đạo quán Hồng Kông, quán chủ chính là Bạch Đại Phú tươi cười bước nhanh về phía trước, nhiệt tình chào hỏi Sa Trần. Sư tẩu. À, đây là Tang Tang. Ấy, ngươi càng lớn càng đẹp đó. Bạch Đại Phú chào hỏi xong, phát hiện ra Sa Trần, Nhậm Đình Đình, La Tang khuôn mặt không thay đổi, không có vẻ muốn đáp lại. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ, trong lòng hồi hộp. Mã Tiểu Hải truyền tin cho hắn, nói Sa Trần bảo hắn đến Hương Đảo đạo đường, cũng không có nói rõ là chuyện gì. Hiện tại xem ra Sa Trần là kẻ đến bất thiện. Này, tiểu tử ngươi kiêu ngạo như vậy, Bạch sư phụ nói chuyện với ngươi ngươi không trả lời, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Bạch sư phụ có muốn chúng ta thay người giáo huấn hắn? Một người trẻ tuổi âm dương quái khí nói. Hồ Tam, ngậm miệng lại. Trên đầu của Bạch Đại Phú đổ mồ hôi. Hắn là đệ tử đời thứ 39 của Mao Sơn, là đệ tử hạch tâm, tự nhiên biết thân phận và tu vi của Sa Trần, có thể nói là cường giả đệ nhất của Mao Sơn. Đừng nói là hắn, kể cả sư phụ của hắn mà đệ cũng không dám nói chuyện như vậy. Kỳ quái là Hồ Tam vô lễ như vậy, nhưng biểu lộ của Sa Trần cũng không hề biến hóa. Hắn càng như vậy, trong lòng của Bạch Đại Phú càng nặng nề. Cái eo hơi uốn lượn, ôm quyền, nghiêm nghị. Đệ tử đời thứ 39 của Mao Sơn Bạch Đại Phú bái kiến truyền công trưởng lão. Mao Sơn phái, truyền công trưởng lão. Sắc mặt của Tằng Thành trắng bệch, ánh mắt của Trung Bang kinh ngạc. Hà Đái Kim khuôn mặt hâm mộ, Hồ Tam cả người trẻ tuổi, trận trận nhiễu loạn, thái độ cản rỡ bỗng nhiên thu lại, kính úy khom lưng. Cuối cùng Sa Trần có phản ứng lại. Trung Bang đang quỳ trên mặt đất cùng với bọn Tằng Thành, cầm lấy ba nén nhang ở trên bàn thờ, cổ tay chuyển một cái, que nhang tự nhóm lửa. Ở trong phim Cương Ước, Mã Tiểu Linh nhắc tới Mã Gia Độc Môn Điểm Hương Bí Pháp, chẳng qua chỉ là trò vặt của Mao Sơn, học được nhất chỉ ngự hỏa thuật đều có thể làm như vậy. Sau khi vái bà vái với tổ sư chân dung, Sa Trần trầm giọng. Đệ tử trong môn không nên thân, dơ bẩn mắt tổ sư, kính xin người thứ tội. Nói xong,
ba nén nhang cắm vào trong lư hương, từng sợi khói xanh bốc lên, quanh quẩn không tiêu tan trước chân dung của tổ sư. Xuyên qua một màn sương mù mông lung, tân dung chân dung của tổ sư như ẩn như hiện, dường như đang sống lại. Sa Trần quay người, một cỗ uy áp bàng bạc như Thái Sơn áp đỉnh ập lên trên mọi người, âm thanh phù phù vang lên liên tiếp. Ngoại trừ Sa Trần, Nhậm Đình Đình, La Tang, những người khác quỳ xuống, sắc mặt của Bạch Đại Phú trắng bệch, trong lòng run rẩy. Các người đều muốn hỏi dựa vào cái gì? Vậy hôm nay ta sẽ hảo hảo nói cho các người một chút. Sa Trần nhìn về phía Tàng Thành. Tàng Thành, người mới bái trưởng môn Mao Tiểu Phương vi sư, làm sư phụ, trở thành đệ tử Mao Sơn ta. Ta nói có đúng hay không? Tàng Thành run rẩy lúng túng. Vâng, ta là đệ tử Mao Sơn. Trưởng môn có nói về người Mao Sơn giới luật hay không? Nói qua. Tàng Thành cúi đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn Sa Trần. Người nói xem, người có xúc phạm giới luật hay không? Dạ có. Sa Trần gật đầu, coi như cũng có chút can đảm. Người giả danh trưởng môn lừa bịp xúc phạm giới luật Mao Sơn, xử lý người như thế nào? Trưởng môn và giới luật trưởng lão chờ trở lại rồi nói. Nhìn thấy vẻ mặt của Tàng Thành buông lỏng, Sa Trần cười nói. Nhưng có lẽ người cao hứng quá sớm, sư phụ sẽ bỏ qua người. Nhưng ta không biết, thân là truyền công trưởng lão, ta có quyền thu hồi toàn bộ thứ người học được từ Mao Sơn. Toàn bộ có liên quan đến trí nhớ về Mao Sơn cũng biến mất trong đầu của người. Tàng Thành sắc mặt như tro tàn, há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng dưới ánh mắt chăm chú bình tĩnh của Sa Trần cũng không nói được. Trung Bang. Tinh thần của Trung Bang chấn động, ngẩng đầu nhìn Sa Trần. Sa Trần nhàn nhạt nói. Điều thứ hai trong Mao Sơn giới luật là gì? Là bội bạc khi sư diệt tổ. Mao Tiểu Phương là gì của ngươi? Trung Bang nghiến răng. Là sư phụ. Vậy mà ngươi lại đem mình thụ pháp ân sư, ép cho như tâm như tro tàn, để cho thế nhân thóa mạ. Ngươi ảm đạm ẩn cư núi rừng hối hận cả đời. Giọng điệu của Sa Trần đột nhiên lạnh lùng. Là người lạm sát kẻ vô tội, là trừng phạt đúng tội. Trung Bang lớn tiếng cãi lại. Lạm sát kẻ vô tội, người tận mắt nhìn thấy sao? Sa Trần hỏi. Tạ. Trung Bang không trả lời được. Ngoại trừ Mao Tiểu Phương, ở bên ngoài lúc đó cũng chỉ có Dương Vân Phi. Thật sự lán không tận mắt trông thấy Mao Tiểu Phương giết người. Khi đó Tiểu Tôn đã biến thành cương thi. Sa Trần cười lạnh. Trước kia người đã từng làm cảnh sát? Đã làm qua. Cảnh sát phá án phải có chứng cứ, nhân chứng và vật chứng phải đủ, động cơ rõ ràng, chân tướng rõ ràng mới có thể định tội. Một cảnh sát đúng luật, cho dù bằng chứng như núi, phàm là có một tia nghi vấn cũng phải đi điều tra cho rõ. Người không tận mắt nhìn thấy, hay là người không có chứng cứ, làm sao người biết trưởng môn lạm sát kẻ người vô tội? Trung Bang cả giận. Là hắn nói. Người có đầu óc sẽ cân nhắc, nhưng đáng tiếc ta không nhìn thấy ngươi là kẻ có đầu óc. May mắn là cục cảnh sát sa thải ngươi, bằng không thì Hồng Kông một năm sẽ có rất nhiều những án oan đó. Sa Trần châm chọc. Trung Bang tức giận đến toàn thân phát run. Sa Trần cũng không thèm để ý đến hắn. Trung Bang này thiên tư không tệ, đáng tiếc làm việc quá nông nổi, thật sự là không có đầu óc. Hắn hành động với Mao Tiểu Phương làm cho lòng người rét lạnh. Mao Tiểu Phương truyền cho hắn đạo pháp, thực tình đối đãi, hắn không biết cảm ơn. Tiểu Tôn đã chết, hắn khổ sở bức Mao Tiểu Phương. Thời điểm đó có liệu có suy nghĩ rằng mình là đồ đệ của Mao Tiểu Phương hay không? Làm sao cũng hẳn là phải làm rõ chuyện rồi nói chứ. Tỷ tỷ của hắn là Trung Quân, mở thất tỷ muội đường, lừa gạt tiền tài của người. Hắn là cảnh sát, làm sao lại không đại nghĩa diệt thân? Đến phiên Mao Tiểu Phương, ngay cả cơ hội cũng không cho lão. Bạch Đại Phú. Dạ, có tôi. Bạch Đại Phú bộ dạng rủ xuống quỳ trước mặt của Sa Trần. Những người ngươi mang tới đều là đệ tử ngoại môn của đạo quán. Vâng. Tốt. Ngón tay của Sa Trần điểm lên không trung, một đạo thanh quang chui vào mi tâm của Bạch Đại Phú. Bạch Đại Phú hoảng sợ. Người muốn làm gì? Ta phong ấn Tử Phủ Thần Cung của ngươi. Ngoại trừ ta hoặc là người tu vi cao hơn ta, không ai có thể phá bỏ. Chờ giới luật trưởng lão, nội vụ trưởng lão đến điều tra rõ chuyện đạo quán Hồng Kông, sau đó định đoạt. Nhìn thấy Bạch Đại Phú định mở miệng, Sa Trần nói. Mặc kệ yêu ma quỷ quái ở Hồng Kông làm loạn, ngươi làm quán chủ không hợp cách, trái với chuyện môn quy, trong lòng của ngươi tự hiểu. Bạch Đại Phú chán nản ngồi dưới đất, đằng sau lưng 20 tên trẻ tuổi thấp thỏm
lo âu nhìn Sa Trần. Sa Trần cũng không thèm liếc nhìn bọn chúng, hai tay ở hư không vung lên, thân ảnh của Mao Tiểu Phương hiện ra. Sa Trần cười nói: "Sơn Thanh Thủy Tố, sư phụ thực sự sẽ tìm được phương pháp." La Tang trông chừng bọn họ. "Đình Đình, chúng ta đi tìm sư phụ uống trà." Dứt lời, Sa Trần và Nhậm Đình Đình đã biến mất, đồng thời còn có cả Trung Bang. Chương 282: Kể chuyện xưa. Ở vùng núi Sa Điền, cỏ cây tươi tốt, chim hót hoa nở. Trong một địa phương ảm đạm tia nắng, một gian nhà tranh lẻ loi bên trong rừng rậm. Ở bên ngoài dùng cọc gỗ vây lại thành vườn cây, xếp đá tảng ở hai bên thành khu vực trồng rau quả. Rau quả nảy mầm để cho người ta chăm sóc, sinh cơ bừng bừng. Ở cuối con đường nhỏ có một cái bàn gỗ chia làm bốn đoạn, cao 2-3 thước, cắm ở xung quanh. Một người trung niên nhân ngồi ở trên cọc gỗ nghỉ ngơi. Người này chính là Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương đặt mũ rơm ở trên bàn, chuẩn bị đi vào trong rừng chặt một chút củi. Ban đêm trên núi lạnh, không có lửa sưởi ấm, rất vất vả. Đột nhiên sắc mặt của Mao Tiểu Phương biến đổi, trầm thấp cười khổ: "Vừa có người dùng đạo thuật tìm ta, là tu vi cực kỳ cao thâm, 8-9 phần 10 là A Trần. Trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Ta giết lầm người vô tội, quả thực là cũng phải tìm công đạo cho Mao Sơn vậy." Nghĩ như vậy, Mao Tiểu Phương không đi, ngồi chờ Sa Trần đến tìm lão. Trong một chốc, một đạo ngũ thải độn quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra hình ảnh của Sa Trần và Nhậm Đình Đình cùng với Trung Bang. "À Trần, Đình Đình, các người đã tới ở A Bang." Ánh mắt của Mao Tiểu Phương phức tạp nhìn Trung Bang. Trung Bang hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn Mao Tiểu Phương, làm cho Mao Tiểu Phương xấu hổ. "Không lễ phép." Sa Trần đá vào đầu gối, Trung Bang vội vàng không kịp chuẩn bị, quỳ trên mặt đất, là quỳ trước mặt của Mao Tiểu Phương. "À Trần, thả A Bang đi." Mao Tiểu Phương không đành lòng khuyên nhủ, Trung Bang lạnh giọng: "Ta luôn muốn người thay ta cầu tình. Tiểu tôn thiện lương như vậy, đáng yêu như vậy, người giết hắn, ta vĩnh viễn không tha cho ngươi, cũng không biết trông chờ vào ơn của ngươi." "Ngươi không nhận ân tình của ta cũng không quan trọng, ta phạm sai lầm ta sẽ chịu. A Trần, thả hắn đi." Mao Tiểu Phương nói. Sa Trần kéo Mao Tiểu Phương ngồi xuống, vung tay, ở trên bàn lại thêm có rượu thịt. "Sư phụ, đừng để ý đến hắn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Mao Tiểu Phương nhìn Trung Bang, thấy hắn cũng không thèm nhìn mình một chút, trên mặt hiện lên bi ai. "A Trần, làm sao lại tới Hồng Kông?" Ngược lại, Sa Trần rót rượu cho Mao Tiểu Phương, đem đũa dâng cho Mao Tiểu Phương. Nhậm Đình Đình cũng gắp một chút đồ ăn, đưa sang bát của Mao Tiểu Phương mới nói: "Sư phụ ở Hồng Kông uy danh truyền tứ phương, mỗi ngày đều được đăng báo. Tiểu nhân vật của chúng con ước ao ghen tị, sang đây để hưởng danh tiếng của người đó." "Học ai mà nói cái chuyện âm dương quái khí. Uy danh của ta thì chả biết, tiếng xấu lan xa. Người nhầm rồi đó." Mao Tiểu Phương trợn mắt nhìn Sa Trần, tự diễu. Mao Tiểu Phương lắc lắc đầu, cảm xúc bỗng nhiên trầm thấp. "À Trần, đen là đen, trắng là trắng, ngu sao mà không có thể biến thành đen. Ta ở trước mặt tổ sư lúc nhập môn đã thề, dùng sức cả đời trảm yêu trừ ma vệ đạo. Nhưng ta giết nhầm người vô tội, vi phạm lời thề. Ta không còn tư cách để cầm pháp kiếm nữa." Cường thị đạo trưởng Mao Tiểu Phương, từ bao giờ mà đa sầu đa cảm như vậy? Sa Trần kinh ngạc hỏi. "Trong ấn tượng của con, mặc kệ Cam Điển Chấn phát sinh ra tai họa gì, Mao Tiểu Phương người luôn luôn đứng không bao giờ ngã, lạnh nhạt tự nhiên, vượt khó tiến lên, cho dù đánh đổi mạng sống cũng không tiếc. Một điểm nhỏ ngăn trở mà tại sao đã để cho tâm ý nguội lạnh như vậy? Cho dù sai thì ẩn cư núi rừng cũng chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Ở trên đời thiếu đi một người trảm yêu trừ ma là người ta đang chờ Mao Tiểu Phương trở lại. Người không quay về sẽ có bao nhiêu người gặp nạn đây?" Mao Tiểu Phương như có điều gì suy nghĩ, đột nhiên nghiêm mặt. "Này, ta là sư phụ của ngươi, ngươi nói tên ta như vậy à?" Sa Trần cười to.
Không sai không sai, đây mới là quen thuộc chứ, đây mới là sư phụ con từng biết chứ. Người nói những cái lời bùi ngùi vừa nãy con còn tưởng rằng là con nhầm đó. Đúng vậy sư phụ, vừa mới bị người hù con không dám nói nữa đó. Nhậm Đình Đình hì hì cười phụ họa. Ta làm sai chuyện ta phải chịu. Lời này của sư phụ là có lý, làm sai là phải chịu. Nhưng có người đang lừa thần gạt quỷ, kiếm tiền tài bất nghĩa. Mặc dù cũng không trực tiếp cho vào túi mình, nhưng gián tiếp còn không có thừa nhận, mỗi ngày lấy danh nghĩa chính trực để mang đi kiếm tiền gạt người là vô sỉ đó. Sa Trần chỉ cây dâu, mắng cây hòe. Sắc mặt của Trung Bang quỳ trên mặt đất tím bầm bầm. Hắn biết là Sa Trần đang nói đến ai. Trông thấy sắc mặt của Mao Tiểu Phương trầm thấp, hình như đang vì cái chết của Tiểu Tôn mà tự trách. Chịu dày vò, khí tức hỗn loạn, cứ như thế lão sẽ sớm sụp đổ. Một người tu đạo sắp đột phá xuất khiếu cảnh, đạo tâm bất ổn là vô cùng nghiêm trọng, không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Xem ra nếu như không đem chuyện này nói rõ, sư phụ không thể nghe theo. Sa Trần cười khổ, buông đũa. Người có ý tứ gì? Ma Tiểu Phương không hiểu. Để con kể chuyện xưa cho người. Trước đây không lâu, có một người vô cùng có thiên phú xem mệnh bói toán. Hắn phát hiện mình tinh thông thiết bản thần toán, dự báo tương lai cát hung, nhưng cũng không kiếm được tiền, không vượt lên được người khác. Kết quả hắn tự tính cho mình một quẻ. Quẻ tượng hiện lên, cả đời này hắn chỉ là một người tầm thường, không thể nào bước lên tuấn kiệt. Làm người bình thường thì cũng thôi đi, đoán mệnh thì tin mệnh, nước chảy bèo trôi, thuận theo thiên ý. Hết lần này tới lần khác, kẻ này chắc chắn nhân định thắng thiên, muốn nghịch thiên cải mệnh. Mao Tiểu Phương nghe đến đây thì than. Nghịch thiên cải mệnh, nghe thì dễ đấy. Trung Bang cũng chăm chú lắng nghe Mao Tiểu Phương nói. Sa Trần lại nói tiếp. Vận mệnh của người giống như sao trên trời, để người nhìn thấy nhưng không sợ được, nhìn thấy cũng không thay đổi được, chỉ có từ từ xem hướng đi đến cuối thế nào thôi. Người này không biết từ đâu nghe được một thuyết pháp nói là dùng 7 kiện linh vật phối hợp với phi long thất tinh trận có thể đầu chuyển di tinh trận, thay đổi thiên tượng, đạt đến mục đích nghịch thiên cải mệnh. Phi long thất tinh trận. Mao Tiểu Phương kinh hãi đứng lên. Sa Trần cười nói. Sư phụ, người cắt lời con khó nói tiếp đó. Mao Tiểu Phương đè nén khiếp sợ, ngồi xuống, sắc mặt so với sắc mặt của Trung Bang càng khó coi hơn, nắm đấm nắm chặt. Trần ca, vậy hắn có thành công không? Nhậm Đình Đình hỏi. Sa Trần cười cười. Có thành công mà cũng không thành công. Tốn sức trăm cay nghìn đắng, dùng nhiều năm thời gian như vậy, không tiếc làm chó săn cho người ta, bán mạng cho người ta. Hắn chỉ tập hợp đủ bộ phận linh vật, cho đến một ngày hắn ở trên đường gặp một vị cao nhân tu đạo. Là sư phụ. Trung Bang hô lên. Sa Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua Trung Bang. Muốn nghe thì cầm cái miệng lại, không nghe thì cút mẹ mày đi. Trung Bang ngậm miệng không nói. Hắn trông thấy vị cao nhân tu đạo này tướng mạo thanh kỳ, là rồng phượng trong loài người, lại tinh thông đạo thuật, là mệnh trung quý nhân của mình, liền tận lực tiếp cận giao hảo. Là Dương. Trung Bang vừa muốn kêu, nhìn thấy Sa Trần lườm hắn một cái, liền nhịn xuống. Vị cao nhân này không hổ là quý nhân của hắn. Từ khi gặp được cao nhân này, hắn đạt được bí kíp đã thất truyền phi long thất tinh trận, lại còn được cao nhân chỉ điểm nắm giữ bí quyết 7 trận. Lúc này hắn chỉ còn thiếu một món linh vật cuối cùng. Mao Tiểu Phương hỏi. Là cái gì? Là thiên thọ duyên châu. Dường như ta nghe ở đâu của... Trung Bang cũng gật gật đầu nhỏ giọng. Ta nghe thấy ở đâu đó. Hắn nói thiên thọ duyên châu là một chuỗi chân châu ngàn năm, hấp thu thất tinh quang mang, là bảo vật nhà của nhà giàu nhất Hồng Kông, Lý Hy Hòa. Vợ hắn yêu hắn tha thiết, biết trượng phu của mình vì nghịch thiên cải mệnh bỏ ra tâm huyết, cũng không đành lòng dùng thân thể của mình hiến dâng cho con trai của Lý Hy Hòa là Lý Tứ Duy để đổi được thiên thọ diên châu. Thê tử vô cùng vui vẻ, hoan hỉ cầm thiên thọ diên châu trở về cho chồng. Chồng không cao hứng chất vấn vì sao lại có được thiên thọ diên châu, còn đem một con dao lạnh tức giận cắm vào ngực của thê tử. Nghe được những điều này, Mao Tiểu Phương, Nhậm Đình Đình và Trung Bang biến sắc, ánh mắt lóe lên hoảng sợ. Chương 283.
Dương Phi Vân hành động. Hắn tại sao lại giết vợ mình? Sắc mặt của Mao Tiểu Phương tái xanh. Sa Trần nói, bởi vì Thiên Thọ Duyên Châu, hắn nói, lừa gạt vợ. Hắn chân chính là muốn trái tim của vợ hắn. Cứu vợ, yêu vợ đều là giả. Hắn làm như vậy là để cho vợ mình cam nguyện đem trái tim của nàng cho hắn, để hắn có thể đủ thứ để nghịch thiên cải mệnh. Sắc mặt của Sa Trần lạnh lùng. Xúc sinh! Nhậm Đình Đình chửi ầm lên. Thật sự là không đáng mà. Vợ hắn lại yêu một cái tên lang tâm cẩu phổi như hắn. Mặt người dạ thú mà. Sau đó thì sao? Trung Bang hỏi. Vợ bị người ta vấy bẩn, tự sát thân vong. Tin tức này truyền đi, không phải là người ta đặt nghi ngờ lên người hắn. Hắn yên tâm thoải mái khua chiêng gõ trống, chuẩn bị đại nghiệp nghịch thiên cải mệnh. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Ông trời cũng đang giúp hắn. Cuối cùng hắn chờ đến một giáp mới có thể xuất hiện một lần ngày thái âm, giờ tí để bày trận, cải mệnh vào giờ khắc này. Nói đến đây, Sa Trần tủm tỉm nhìn Mao Tiểu Phương, Nhậm Đình Đình và Trung Bang. Khóe miệng của Mao Tiểu Phương co lại. Ngày ấy, vị cao nhân mang theo rượu ngon đi tìm hắn, muốn hắn không say không về. Nhìn thấy Phi Long Thất Tinh trận khởi động, thiên tượng đại biến, cho rằng là hảo hữu của mình gặp nạn, trong lúc vô tình phá hủy trận pháp. Khó trách ngày đó sắc mặt của hắn không tốt. Thì ra là như vậy. Ta cũng phải nên sớm nghĩ đến. Mao Tiểu Phương bưng chén rượu uống một ngụm, tâm tình phiền muộn. Kỳ thật nói đến đây, Mao Tiểu Phương và Trung Bang đều biết Sa Trần nói chính là chuyện của Mao Tiểu Phương và Dương Phi Vân. Cao nhân đem ngày sinh tháng đẻ nói cho người kia. Người kia đêm đó mở một quẻ, phát hiện cao nhân căn bản không phải là mệnh trung quý nhân, mà là khắc tinh. Vậy nên người kia chuẩn bị diệt trừ vị cao nhân. Nhưng cao nhân tu vi thông thiên, lại được ông trời phù hộ, không có cơ hội, cho đến khi một đứa bé xuất hiện. Trung Bang la lên thất thanh, là tiểu tôn. Đứa bé kia thật sự đã chết. Là một con cương thi có nhân tính, dùng máu của cương thi cứu sống, cho nên đứa bé coi như là biến thành cương thi. Sa Trần nói. Vì sao cương thi lại cứu đứa bé? Trung Bang hỏi. Giữa thiên địa có lục đạo luân hồi, hồn phách của người chết phải vào địa phủ luân hồi vãng sinh. Cường thì bất lão bất tử, cô độc tồn tại lâu ngày, rốt cuộc ở Hồng Kông gặp được chuyển thế chi thân của con trai của mình, chính là đứa bé kia. Tiểu tôn chính là con trai của cương thi vương Huyền Khôi chuyển thế. Khó trách Huyền Khôi đối với tiểu tôn lại tốt như vậy. Mao Tiểu Phương bỗng nhiên ngẩng lên tỉnh ngộ. À Trần, sau đó thì sao? Về sau cao nhân truy sát Huyền Khôi, tiểu cương thi giúp Huyền Khôi đào tẩu, sau đó xung đột với cao nhân. Không ai ngờ tới ở bên ngoài phòng ẩn nấp một người. Là Dương Phi Vân. Mao Tiểu Phương đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Dương Phi Vân không giết chết được ta, lại dùng tiểu tôn bức ta rời khỏi Hồng Kông ẩn cư núi rừng. Như vậy hắn có thể không kiêng kỵ. Ở trong phim, Huyền Khôi trước khi chết thả ra trí nhớ của Dương Phi Vân mới khiến cho tiểu tôn lộ rõ chân tướng cái chết. Khi đó Mao Tiểu Phương cảm thấy rất khó tin. Bây giờ Sa Trần chặn ngang một cước bằng câu chuyện của mình đã cải biến cách nhìn của Mao Tiểu Phương đối với Dương Phi Vân. Có thể thấy được Mao Tiểu Phương tuyệt đối tín nhiệm Sa Trần. Lão tin tưởng Sa Trần sẽ không bao giờ lừa hắn. Nếu như là Dương Phi Vân giết tiểu tôn, vì sao ngươi lại thừa nhận là mình giết? Trung Bang nhìn chằm chằm Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương cười khổ. Lúc ấy tình cảnh hỗn loạn, tiểu tôn cuồng tính đại phát, ta sợ làm nó bị thương không hoàn thổ, nó đem hàn băng kiếm của ta đánh rơi. Ở trong miếu chỉ có hai người chúng ta, ngoại trừ ta thì ai giết tiểu tôn? Tiểu tôn chết thảm, tâm ta loạn, căn bản không chú ý xung quanh còn có người. Đây là thực sự sao? Trung Bang quay đầu nhìn về phía Sa Trần. Ngươi tự xem rồi thấy. Vậy ta đi tìm Dương Phi Vân. Ngu xuẩn. Sa Trần cười lạnh. Mao Tiểu Phương nói. À Bàng, đừng có xúc động. Không có chứng cớ, Dương Phi Vân hoàn toàn có thể trôi. Hắn khổ tâm bày mưu, khẳng định đã chuẩn bị sẵn. Ngươi đi tìm hắn là dây vào miệng cọp. Hắn còn tinh thông thiết bản thần toán, có thể đoán trước cát hung.
đối với nguy hiểm có thể cảm ứng được. Ta đoán A Trần vừa đến Hồng Kông, Dương Phi Vân đã trốn đi. Trung Bang không cam lòng nói, chẳng lẽ để mặc cho Dương Phi Vân ung dung ngoài vòng pháp luật? Chuyện để cho người có đầu óc làm. Người ngu lắm, người chỉ thích hợp quỳ đó thôi. Sa Trần nói, sư phụ, cùng con uống vài chén. Khúc mắc được mở ra, uất khí của Mao Tiểu Phương cũng biến mất, bưng chén rượu cùng với Sa Trần. Ta nhìn nhầm Dương Phi Vân, coi hắn là bằng hữu, móc tim móc phổi, vậy mà hắn... Sa Trần nói, sư phụ, người đâu chỉ nhìn nhầm Dương Phi Vân, người còn nhìn nhầm cả ba đồ đệ khác đó. A Phạm, Tăng Thành và A Bang. Trung Bang ngu ngốc, A Phạm vô não, Tăng Thành tâm thuật bất chính. Lập tức đem chuyện phát sinh ở đạo đường nói cho Mao Tiểu Phương, làm cho Mao Tiểu Phương tức giận mặt xám xịt. Trung Bang xấu hổ, có lòng muốn xin lỗi Mao Tiểu Phương nhưng không thể nói được ra miệng, chỉ có quỳ đó. Lúc này, ở trong địa khu nội địa cách Hồng Kông không xa, ở trong một địa phương âm trầm vắng vẻ, ở nơi đây có một tòa cổ bảo lẻ loi trơ trọi. Những người già ở khu vực phụ cận cổ bảo cũng không biết nó xuất hiện từ bao giờ, chỉ là đem truyền thuyết cổ bảo có chuyện cương thi truyền ra ngoài, cảnh báo đám trẻ không lên lại gần cổ bảo. Sắc trời đã tối, ít ai đi trên đường. Bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, một người thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, một người thấp hơn là Tặc Mi Thử Nhãn, nhìn qua vô cùng gian trá. Dương đại ca, chúng ta làm sao lại đi càng lệch? Ta trong một quyển sách nhìn qua 200 năm trước, ở nơi này có một con cương thi Tây Dương, mỗi một đêm đều đi hút máu của nữ nhân trẻ tuổi, làm cho lòng người bàng hoàng. Lúc đó có người liên hợp lại tiêu diệt hắn, nhưng bởi vì hắn trí tuệ cùng lực lượng rất mạnh, cuối cùng tập hợp 5 giáo sĩ lực lượng mới đánh được hắn, nhưng cũng không thể giết hắn, chỉ đem phong ấn hắn ở trong pháo đài cổ. Tiền đại trung sợ hãi, Dương đại ca, có cương thi Tây Dương thì còn đến đây làm gì? Ta chính là muốn đem cương thi Tây Dương mang về để đối phó với khắc tinh trong mệnh ta và tử thần trong mệnh ta. Ta muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về ta. Đại trung, người không muốn tài sản của Lý gia sao? Dương Phi Vân dụ dỗ. Nhưng mà Tây Dương cương thi, ta dám thả nó ra thì tự nhiên ta có biện pháp. Yên tâm đi, ta không lấy tính mạng của mình ra đùa đâu. Đến cổ bảo, Dương Phi Vân và Tiền Đại Trung nhìn thấy trong rừng âm u sừng sững một tòa cổ bảo. Ba con quạ đen đứng trên đỉnh nhọn kêu lên quái dị. Hai người tới gần, chúng nó kinh hãi bay lên tứ tán. Thật là một địa phương tà môn. Dương Phi Vân gật giật mình, tiến đến gõ cửa. Két một tiếng, cửa lớn cổ bảo mở ra. Một giáo sĩ trẻ tuổi cảnh giác nhìn Dương Phi Vân, Tiền Đại Trung, hai vị khách không mời mà đến. Ai vậy? Một lão cha xứ đi tới, Dương Phi Vân chặn lại. Cha xứ, ông khỏe không? Tôi là từ du khách từ Hồng Kông tới, nghe nói trong pháo đài cổ có cương thi ngàn năm, tôi muốn thăm một chút. Lão cha xứ biến sắc. Nơi này không có cương thi gì cả, các người lầm rồi. Trời sắp tối, các người đi đi. Nói xong, giáo sĩ đóng lại cửa lớn. Dương Phi Vân và Tiền Đại Trung xoay người rời đi. Tiền Đại Trung mới hỏi, Dương đại ca, tiếp theo làm sao bây giờ? Ánh mắt của Dương Phi Vân lạnh như băng. Hắn không cho ta xem, ta tự mình vào xem. Chương 284, Phục Sinh. Màn đêm buông xuống, ở trong pháo đài âm u lóe lên ánh đèn, xuyên qua cửa sổ tràn ra những luồng ánh sáng nhỏ vụn. Bóng đêm đen như mực, hai thân ảnh như là u linh, không một tiếng động đi vào bên trong cổ bảo. Dương đại ca. Dương Vân Phi cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, một tờ linh phủ bay ra dán lên cửa. Cửa cứng rắn nặng nề, trong nháy mắt biến thành một cái vòng xoáy trong suốt, giống như có người đi đến vặn vẹo, loáng thoáng thấy cảnh tượng ở bên trong cổ bảo. Mao Tiểu Phương đối với Dương Vân Phi tuyệt đối là thật sự thật lòng kết bạn, ngoại trừ những bí pháp bí truyền của Mao Sơn Phái như là Thanh Long Địa Khí Quyết, Vân Cung Lôi Thần Quyết, Tinh Quang Hóa Thần Quyết, Trưởng Tâm Lôi, thì những cái phần tu luyện khác như là Tử Hà Linh Khí, Mao Sơn 24 Pháp, Chế Thống để truyền thụ đều chuyển cho Dương Phi Vân. Còn cả Mao Sơn Bí Pháp Thông Linh Thuật để tăng thêm công lực đều cho hắn. Cái gì có thể cho được, Mao Sơ Tiểu Phương đều cho. Kết quả, sau khi Dương Phi Vân đâm một đao,
Mao Tiểu Phương đau đến thấu cả lục phủ ngũ tạng, trong lòng đang rỉ máu. Ấy vậy mà lúc này Dương Phi Vân vẫn tiếp tục dùng những thứ mà Mao Tiểu Phương dạy để muốn xông vào trong cổ bảo, thả ra cương thi Tây Dương để đối phó với Mao Tiểu Phương và Sa Trần. Dương Phi Vân đích thực là một nhân tài, không chỉ có tinh thông thiết bản thần toán, về mặt tu luyện cũng rất có thiên phú. Trong một khoảng thời gian ngắn có thể thuần thục sử dụng Mao Sơn 24 pháp. Đáng tiếc là lão tâm thuật bất chính, bằng không hắn so với Trung Bang thì còn có tiền đồ hơn. Tiền đại trung xông vào trong vòng xoáy, Dương Phi Vân theo sát đằng sau. Lão cha sứ đang ngồi ở trên ghế đại sảnh nhỏ giọng đọc kinh thánh, đột nhiên nghe được tiếng động, nhìn về phía cổng. Ngũ lôi trưởng! Năm đạo lôi điện đánh tới, lão cha sứ né tránh không kịp, lôi điện xuyên thủng lồng ngực của hắn, hồ quang điện du tẩu toàn thân, miệng phun máu tươi, giận sôi lên, run kịch liệt, sau đó gục xuống bàn, làm cho một ngọn đèn dầu đẩy đổ xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Giáo sĩ trẻ tuổi đang ngủ trên lầu bỗng nhiên bừng tỉnh, giơ lên ngọn đèn chiếu xuống dưới đại sảnh tối đen như mực. Cha sứ! Ngoài cổng loảng xoảng một tiếng. Ai vậy? Giáo sĩ trẻ tuổi hét lên, giơ ngọn đèn dầu chạy tới, thình lình nhìn thấy lão cha sứ gục xuống bàn chết không nhắm mắt, con mắt trợn trừng, chết không cam lòng, ở trong bóng đêm trông vô cùng kinh khủng. Cha! Giáo sĩ trẻ tuổi rên rỉ, nhào vào trên người của cha sứ mà khóc lóc. Ở sau lưng hiện lên một vệt bóng đen, giơ lên đao sáng loáng cắm thẳng vào lưng của cha sứ và giáo sĩ. Một đao lại một đao, máu bắt đầu bắn lên trên mặt của Tiền Đại Trung, khiến cho hắn còn đáng sợ hơn cả Tây Dương Cương Thi. Không cho ta nhìn thấy Tây Dương Cương Thi, vậy ta đưa các ngươi đi gặp thiên chủ của các ngươi. Dương Phi Vân đốt ngọn đèn, cười nói. Tiền Đại Trung dùng ống tay áo lau đi dấu vết máu ở trên mặt. Ta còn tưởng rằng giáo sĩ có người lợi hại. Sớm đã giết chết được hai tên bọn yếu đuối. Sớm biết như vậy ta lúc nãy trực tiếp xông vào, đâu có phí nhiều sức lực như thế này. Cẩn thận, nếu không sẽ gây ra sai lầm lớn đó. Đại Trung, Tây Dương Cương Thi ở trong pháo đài cổ, tìm xem. Không có ở trong đại sảnh. Lên lầu. Hai người cầm đèn, cẩn thận từng ly từng tí đi lên lầu 2. Dường như là ảo giác, Tiền Đại Trung cảm thấy nhiệt độ lầu 2 so với đại sảnh thì thấp hơn rất nhiều, rất lạnh, không khỏi rùng mình. Dương đại ca, nhìn xem ở đây có một cái cỗ quan tài. Tiền Đại Trung chỉ ở bên cái quan tài trên bậc cầu thang. Dương Phi Vân đẩy ra Tiền Đại Trung, cười to. Nhất định là nó, ta đã tìm được ngươi. Mao Tiểu Phương, lần này xem ngươi lấy gì để đấu với ta. Mở nó ra. Dừng tay. Đúng lúc này, ở bên tai vang lên một tiếng gầm thét. Tiền Đại Trung đứng bên tấm ván gỗ bắn ngược lên, làm cho hắn từ lầu 2 văng xuống dưới, đập lên trên mặt bàn ở đại sảnh, kêu rên. Đại Trung! Dương Phi Vân giật nảy cả mình, cấp tốc lùi lại, chỉ trông thấy một người mặc trường bào màu trắng, một lão đầu tóc bạc phi thẳng lên, vô cùng hung hãn công kích Dương Phi Vân. Có ta ở đây, không ai được động đến cương thi. Là giáo sĩ thủ hộ. Giáo sĩ thủ hộ ngón tay uốn lượn thành chảo, chộp tới đầu của Dương Phi Vân. Đầu ngón tay bạch quang lấp lóe. Dương Phi Vân sắc mặt khẽ biến, một tay vẽ lên thái cực đồ trước ngực. Thiên địa càn khôn, thái cực vô hạn. Một cái thái cực đồ đẩy ra, móng vuốt của giáo sĩ thủ hộ đâm lên thái cực đồ. Giáo sĩ thủ hộ ở trên móng vuốt có lóe lên bạch quang, giống như là cắt đậu hũ, trực tiếp bổ đôi thái cực đồ. Dùng sức, thái cực đồ phanh một tiếng vỡ nát, móng vuốt hung hăng đánh vào ngực của Dương Phi Vân. Dương Phi Vân như là bị sét đánh, đạp lui lại, ho ra máu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân ảnh dường như là bị thương, né tránh công kích của giáo sĩ thủ hộ, lao xuống thang lầu. Người chạy đi đâu? Giáo sĩ thủ hộ nhảy xuống, chặn đứng ở đầu bậc thang. Dương Phi Vân đã vào Nam ra Bắc, luyện thành một thân hảo công phu, thân hình vô cùng linh hoạt, lại có đạo thuật bàng thân, ngược lại cũng không ngại tính mạng. Thế nhưng bại cục đã định. Giáo sĩ thủ hộ một trưởng đánh bay Dương Phi Vân. Dương Phi Vân bỏ dậy liền chạy, trong mắt lộ ra sát cơ nồng đậm. Đột nhiên từ bên trong trường bào rút ra một thanh kiếm Nhật. Thanh kiếm Nhật Bản này tà khí lẫm nhiên, là qua mấy ngàn quân Nhật Bản ngưng tụ hồn mà thành.
Quả nhiên không hổ danh ma đao, Mao Tiểu Phương cũng đã tổn thương dưới ma đao này. Giáo sĩ thủ hộ ra tay hung ác, cũng không chút lưu tình, trông thấy Dương Phi Vân muốn chạy lập tức đuổi theo. Không đề phòng, Dương Phi Vân âm tàn ác độc, quay người, một đao sáng toang bổ tới. Thánh quang hộ thể! Giáo sĩ giật mình, ở trên người tỏa lên một tầng bạch quang thánh khiết, bảo vệ thân thể. Ba một tiếng, thánh quang bị ma đao chém nát. Thân đao phát ra u quang, chém thẳng lên vai của giáo sĩ. Giáo sĩ hét thảm, ở trên mặt vẻ ngoan lệ, móng vuốt như thiểm điện chộp vào ngực của Dương Phi Vân. Năm ngón tay cắm sâu vào trong thịt, xương cốt cũng bị hắn bẻ ra, đau đến làm cho Dương Phi Vân hít một hơi lạnh. Cổ tay lắc một cái, ma đao chém ra, một tiếng phốc vang lên, cánh tay của giáo sĩ đứt xuống. Giáo sĩ kêu lên sắc mặt trắng bệch, đang định chữa thương. Một thanh kiếm kỵ sĩ từ đằng sau xuyên thủng thân thể của giáo sĩ. Lão già hỏa, ngươi đi chết đi! Tiền đại trung giống to, chiến kiếm ở trong cơ thể của giáo sĩ khuấy mạnh, giáo sĩ kêu thảm, ngã xuống mặt đất. Dương đại ca, ngươi không sao chứ? Tiền đại trung quay sang Dương Phi Vân, nhìn thấy trước ngực của hắn máu thịt be bét, trong mặt hiện lên từng tia sợ hãi. Dương Phi Vân cũng cảm thấy sống sót sau tai nạn, khen: Đại trung, may nhờ có người, nếu như không có người ta nhất định sẽ chết trong tay của tên giáo sĩ này. Dương đại ca, chúng ta là hảo huynh đệ, ta không giúp người thì giúp ai? Tốt, chúng ta đi lên thả cương thi Tây Dương. Nhưng thương thế của ngươi... Không cần gấp. Lần này hai người lại đi lên lầu 2 mở quan tài. Bên trong để một bộ thi thể đã mục nát thành than, đã hoàn toàn thay đổi. Qua dăm 3 ngày hắn sẽ thật sự tàn rã. Dương Phi Vân nhấc lên một cái xương ngón tay, miệng lẩm bẩm, đem huyết dịch nhỏ lên mi tâm của cái đầu lâu. Thi thể mục nát lóe ra quang mang, huyết nhục giống như là cây khô gặp mưa mùa xuân, thoáng qua khôi phục lại sức sống, biến thành một người đàn ông anh tuấn, mặc trang phục vô cùng lộng lẫy. Cruz, Tây Dương cương thi bá đạo, chúc mừng ngươi đã sống lại. Dương Phi Vân hô to. Lúc này toàn bộ khung cảnh ở nơi đây phủ xuống một màu huyết quang kinh dị. Cruz, cương thi Tây Dương cực kỳ bá đạo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.